Queen Plaza, ngày 9 tháng 3 năm 2023. Hội thảo cập nhật phác đồ giải quyết tận gốc nỗi đau về nám, không tái nám đến từ Nhật Bản. Dù bạn là chủ spa hay kinh doanh online mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, bạn đang loay hoay trong việc làm thế nào để phát triển hệ thống kinh doanh, mở rộng tệp khách hàng trung thành, thì chương trình này là câu trả lời dành cho bạn. Bạn sẽ có cơ hội bỏ xa đối thủ cạnh tranh để vươn lên dẫn đầu trong kỷ nguyên mới về điều trị nám và không tái nám. Được giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ da liễu hàng đầu Việt Nam đào tạo kiến thức spa chuẩn y khoa, sở hữu chứng chỉ hành nghề spa được pháp luật Việt Nam công nhận. Chương trình quy mô với sự tham gia của hơn 500 khách mời gồm lãnh đạo doanh nghiệp và các chủ spa chuyên nghiệp. Những nội dung không thể bỏ lỡ, thông tin mới nhất về phác đồ trị nám, không tái nám, độc quyền và tiên tiến nhất thế giới đến từ Nhật Bản. Bí quyết nhân bản mô hình chuỗi spa thành công từ kinh doanh, vận hành đến chiến lược marketing cụ thể bài bản. Tối đa hóa doanh thu bằng nghệ thuật bán hàng đỉnh cao cùng nhiều kiến thức thực chiến mới nhất năm 2023. Dưới sự dẫn dắt của đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe, Chủ tịch Phan An Green, Dược sĩ Đại học Phan Thanh Miện, Tổng Giám đốc Phan An Green, Khương Huyền, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú Vũ Trọng Tiến cùng các CEO dày dặn kinh nghiệm thực chiến, CEO Yến Trần, CEO Tuấn Đạt, CEO Trần Tín, CEO Thủy Ruby, CEO Nga Vũ. Đăng ký ngay hôm nay để sở hữu tấm vé tham dự miễn phí, số lượng có hạn. Hẹn gặp bạn tại Queen Plaza ngày 9 tháng 3 năm 2023.